Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu khăn quàng cổ như thế này. Mình có móc mũi ngoặc xen kẽ cho cái phần thân của khăn quàng nè, cho cái phần thân của mình nó có cái độ dày ha, và có gắn hai cục bông ở hai đầu của khăn. Để làm được mẫu khăn quàng này, ở đây mình sử dụng đó là len bio cotton của 125g. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Các bạn cũng có thể sử dụng những loại len khác cũng được nha. Để giúp cho cái mẫu khăn của mình nó được mềm mại hơn thì mình sẽ sử dụng kim 4.5 mm. Những bạn nào mà không có cái mẫu kim này, các bạn có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len. Thì ta sẽ đưa sát đầu kim vào sợi len nè. Đầu kim của mình nó sẽ to hơn gấp đôi so với sợi len là được, phần khăn của mình nó sẽ được mềm mại. Ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len và bộ dụng cụ làm cục bông. Mình dùng size lớn nhất cho bộ dụng cụ ha, để làm cục bông to. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách móc mẫu khăn quàng này. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, móc lên một dây móc xích dài 10 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Khi có được 10 mũi móc xích liên tiếp thì mình sẽ có được một cái bề ngang như thế này ha. Các bạn có thể tăng size cho mình ở xích đầu tiên này cũng được. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân thứ 10, móc một mũi móc đơn. Và làm lần lượt cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì mình sẽ có được 10 mũi móc đơn vào 10 chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã có được 10 mũi móc đơn và 10 chân móc xích rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai mình sẽ có được 10 chân móc của 10 mũi móc ở hàng phía dưới. Thì các bạn cũng lần lượt móc cho mình vào 10 chân, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn ha. Thì đây sẽ là chân đầu tiên nè, móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng vậy ha, và tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc đến cuối hàng, ta được hai hàng móc mũi móc đơn. Thì tiếp tục các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc này thì mình cũng có được 10 mũi móc đơn cho 10 chân móc bên dưới. Và từ đây các bạn sẽ tiếp tục móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa, cho đến khi mình đạt được một cái chiều cao của cái phần đầu khăn nè. Nó sẽ tạo ra một cái hình vuông ha. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa nha. Ở đây mình đã lên thêm được tổng cộng là 10 hàng móc. Thì lúc này cái phần thân của mình nó đã tạo ra một cái hình vuông như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết bên trên. Móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Thì 10 cái mũi móc bên dưới nó sẽ tạo ra 10 chân móc cho cái hàng móc bên trên này. Thì mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Chân đầu tiên 2 mũi kép đơn.
Tiếp tục chân móc thứ hai, móc hai mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng hai mũi kép đơn nè. Như vậy là mình sẽ nhân đôi được tổng số mũi móc của hàng phía dưới. Mỗi chân có hai mũi kép đơn thì hàng này mình sẽ có được tổng cộng là 20 mũi kép đơn và 10 chân móc ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Mỗi chân có hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì mình có được tổng cộng là 20 mũi kép đơn cho cái hàng móc này ha. Đối với những bạn nào mà muốn làm size lớn hơn á, các bạn có thể móc cho mình khác cái công thức này. Ở mỗi chân móc mình có thể móc 3 mũi kép đơn cũng được, hoặc là 2 mũi kép đơn xen 3 mũi kép đơn vào cùng chân để tăng được cái bề ngang của phần khăn. Ở đây mình móc cho bé nên mình sẽ móc mỗi chân là 2 mũi kép đơn thôi ha. Nó sẽ gấp đôi so với cái hàng móc bên dưới. Thì bây giờ mình sẽ móc tiếp hàng móc tiếp theo. Móc lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Để tạo được họa tiết cho cái phần thân của khăn thì ở đây mình sẽ móc mũi ngoặc trong và ngoặc ngoài xen kẽ với nhau. Tức là ta sẽ móc vào luôn cái thân của chân móc nè. Thông thường thì các cái mũi móc bình thường mình sẽ móc vào chân móc ha. Còn ở đây mình sẽ móc vào thân chân móc để tạo cái đường gân. Mũi ngoặc ngoài nè, ta lấy len, các bạn sẽ đưa cho mình thân của cái mũi kép đơn đầu tiên, đưa cái phần thân này lên trên kim, sau đó móc vào đây một mũi kép đơn. Như vậy là mình sẽ được một mũi ngoặc ngoài ha. Xen kẽ là một mũi ngoặc trong thì sẽ lấy len. Khác với cái mũi ban đầu, ta đưa mũi móc lên kim, thì lúc này các bạn sẽ đưa cho mình kim ra phía sau, đẩy cho mình cái thân chân móc đó xuống dưới kim. Đây, thân chân móc mình nó nằm ở dưới kim nè. Móc cho mình vào đây một mũi kép đơn. Như vậy là ta được mũi ngoặc trong ha. Làm tương tự nè, xen kẽ, tiếp tục là một mũi ngoặc ngoài. Thì sẽ đâm kim vào cái thân chân móc kế tiếp. Đưa thân chân móc lên kim nè, móc vào một mũi kép đơn. Ta sẽ được một mũi ngoặc ngoài ha. Tiếp tục mũi ngoặc trong vào thân chân móc kế bên, đưa thân chân móc xuống dưới kim và móc vào một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối ha. Thì mình sẽ có được những cái đường gân nổi lên và lõm xuống như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Chân kế bên là một mũi ngoặc ngoài nè. Tiếp tục chân kế tiếp là một mũi ngoặc trong. Kế tiếp là mũi ngoặc ngoài. Thì mình sẽ tạo ra được họa tiết như thế này cho khăn của mình nè, có các cái đường gân nổi lên. Thì mặt bên dưới của nó cũng có đường gân nổi lên như thế này ha. Tức là mẫu khăn này mình sẽ có thể sử dụng được hai mặt luôn á. Móc tương tự cho đến hết. Một mũi ngoặc trong nè. Tiếp tục một mũi ngoặc ngoài. Móc tương tự. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ được những cái đường gân nổi lên như thế này. Đối với cái mũi móc cuối cùng, mũi móc thứ 20 á, thì ở đây mình có nè. Đây là cái thân của mũi kép đơn ha, và có hai xích đi lên nè. Thì hai xích đi lên này các bạn không cần phải quan tâm ha. Cứ móc cho mình một mũi ngoặc trong vào cái thân của mũi kép đơn là được. Ta hoàn tất được hàng móc thứ 2 nè. Tiếp tục hàng móc mũi kép đơn thứ ba, móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại.
thì cũng móc tương tự giống như hàng móc thứ hai. Mũi đầu tiên ta sẽ móc mũi ngoặt ngoài và các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái thân chân móc của mũi ngoặt trong ở hàng bên dưới á, tức là khi quay ngược lại nó sẽ nằm nổi lên như thế này. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc nổi lên này nè, móc vào đây một mũi ngoặt ngoài. Mũi kế tiếp sẽ là mũi ngoặt trong được móc vào cái thân chân móc của mũi ngoặt ngoài ở hàng bên dưới ha, tức là khi đưa lại nó sẽ nằm ở bên dưới nè. Tiếp tục một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc bên trên, một mũi ngoặt trong vào thân chân móc bên dưới. Tương tự nè, mũi ngoặt ngoài, mũi ngoặt trong, lúc này nó sẽ giúp cho cái đường gân của mình nó được kéo dài lên nè, và nó sẽ nổi lên như thế này ha, các cái đường gân nó sẽ liên tiếp và nổi lên. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, xen kẽ mũi ngoặt ngoài. Tiếp tục là mũi ngoặt trong, mũi ngoặt ngoài, ngoặt trong. Móc tương tự cho đến cuối hàng thì mình sẽ có được cái họa tiết của thân thăng như thế này. Cái đường gân của mình nó sẽ được kéo dài lên ha. Và ta sẽ sử dụng được hai mặt cho mẫu khăn này. Đây, xen kẽ một mũi ngoặt trong và một mũi ngoặt ngoài nè. Móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái phần khăn của mình nó có cái độ dài nhất định là được ha. Tùy vào sở thích của mỗi người. Ngoặt ngoài nè. Tiếp tục là ngoặt trong. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự ha. Sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc đã đạt được cái chiều dài của khăn rồi ha, thì các cái họa tiết móc của mình nó sẽ như thế này, giúp cho phần khăn của mình nó có cái độ dày nè. Dùng kim to thì giúp cho khăn mềm mại hơn ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc để tạo một đầu còn lại cho cái phần khăn. Móc lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này mình sẽ chụm hai mũi móc thành một mũi, tức là hai chân móc ở bên trên này mình sẽ tạo thành 10 chân móc ở bên dưới ha. Thì cái cách chụm như sau. Lấy len, móc cho mình một mũi ngoặt ngoài vào cái thân chân móc đầu tiên. Đưa thân chân móc lên trên kim nè. Kéo len qua chân móc. Trên kim có 3 đường móc thì kéo qua hai chân trên kim. Được hai mũi trên kim rồi ha, tiếp tục lấy len và một mũi ngoặt trong vào thân chân móc thứ hai. Kéo len. Trên kim có 4 đường móc, kéo qua hai chân trên kim. Sau đó kéo len qua 3 chân trên kim. Như vậy là hai mũi bên dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên như thế này. Làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Hai chân kế tiếp này chụm lại thành một chân nè. Lấy len, một mũi ngoặt ngoài vào thân của mũi bên trên, kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len, một mũi ngoặt trong vào thân chân kế tiếp, kéo len, kéo qua hai chân trên kim, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Ta có được mũi móc thứ hai. Làm tương tự cho mình cho đến hết thì mình sẽ có được tổng cộng là 10 mũi liên tiếp ha. Qua ba chân nè. Tiếp tục mũi thứ tư. Mũi thứ năm.
mũi móc thứ 6. Mũi thứ 7. Mũi thứ 8. Mũi thứ 9. Và mũi thứ 10. Được chụm với cái mũi kép đơn của cái hàng bên dưới ha. Tức là mình sẽ bỏ qua hai cái xích đầu tiên nè. Kéo qua ba chân. Ta sẽ hoàn tất được hàng móc chụm mũi nha, tạo được 10 chân móc. Thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở một đầu của phần khăn mình có 10 mũi móc đơn vào mỗi hàng móc, thì các bạn cứ móc cho mình vào 10 chân này. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Thì mình sẽ có được tổng cộng là 10 mũi móc đơn ha. 1 nè. Móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Mũi thứ 5. Mũi thứ 6. Mũi móc đơn thứ 7. Mũi thứ 8. Mũi thứ 9. Và mũi móc đơn thứ 10. Ta hoàn tất được hàng móc đơn đầu tiên. Tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Móc tương tự cho mình các hàng móc còn lại cho đến khi mình được 10 hàng móc đơn liên tiếp với nhau ha. Nó sẽ bằng với số mũi móc đơn của cái đầu còn lại á. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha. Sau khi đã có được tổng cộng là 10 hàng mũi móc đơn rồi, nó đã bằng với số mũi móc đơn ban đầu, thì móc lên một xích, kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau đó sẽ tạo cho mình một cái cục bông ở mỗi đầu như thế này. Thì để tạo cục bông này, các bạn sẽ sử dụng cho mình len và bộ dụng cụ làm cục bông size lớn nhất. Cách tạo cục bông thì mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi ha. Các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo cách móc cục bông này. Lưu ý là khi mình cột cái mẫu cục bông này nè, các bạn sẽ cột và chừa cho mình một đoạn len dài. Đây, ta sẽ có một đoạn len dài như thế này. Ở cái đầu còn lại của khăn nè, ta có 10 chân móc thì các bạn cứ đâm kim cho mình vào từng chân móc. Đâm kim như lúc mình khâu áo ha. Đâm xen kẽ nè, chân lên chân xuống cho đến cuối. Khi đã đâm kim được hết, các bạn sẽ kéo cho mình một sợi len qua hết các cái chân móc này. Được một sợi len rồi ha, thì sợi còn lại mình sẽ đâm ngược lại. Tức là các bạn sẽ đâm ngược lại cho mình từ bên này qua. Và mình cũng đâm xen kẽ vào 10 chân móc nè. Đến cuối rồi thì kéo cái sợi len còn lại qua các cái chân móc. Kéo hai cái đầu của cục bông lại nè, thật chắc vào. Và mình sẽ cột guốc ở đây ha, để mình cố định lại. Cắt cái đoạn len thừa này cho các cái sợi len bằng với sợi len của cục bông. Thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu khăn như thế này ha. Các bạn có thể phối thêm nhiều màu cho mẫu khăn của mình thêm xinh xắn hơn. Chúc các bạn thành công!